Trời thương Phật độ, Giáp Thìn sinh năm 1964, bất ngờ được lộc bể trên, dầu nứt đố đổ vách trong năm 2025. Hoan hỷ chào đón quý vị, cô bác đã quay trở lại và đồng hành cùng với KB Tử Vi trong chuyên mục Tử Vi năm mới nhất của 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, người xưa thường nói trời không cho ai tất cả, được cái này thì mất cái kia. Nhưng trên thực tế, tử vi học cho rằng, đức năng thắng số. Có những người khi vừa mới sinh ra đã sống trong nhung lụa, điều kiện đủ đầy, ở nhà rộng, đi xe sang, có người hầu kẻ hạ, được hưởng nhiều phúc đức trời ban nên sẽ gặp được nhiều may mắn. Tuy nhiên, cuộc sống là những chuỗi ngày dài phức tạp, có nhiều người phải mưu sinh, vất vả, chắt chiu từng đồng, ấy thế mà tiền vẫn chẳng đủ tiêu. Đôi khi cảm thấy bất lực vì cuộc sống luôn rơi vào cảnh bần hèn, không biết đến bao giờ mới khấm khá hơn được. Theo các chuyên gia tiết lộ, ai khổ thì khổ duy có người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, phúc dày mệnh lớn, trong năm 2025 họ được thần may mắn nâng đỡ, quý nhân trợ vận, làm việc gì cũng suôn sẻ, dễ dàng kinh doanh buôn may bán đắt, tiền bạc chật két, cuộc sống được cải thiện đáng kể. Vậy vận trình của người tuổi Giáp Thìn trong năm này sẽ ra sao? Đường công danh sự nghiệp thế nào, tài lộc, tình duyên sức khỏe biến động ra sao? Thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng KB Tử Vi chiêm nghiệm luận giải ngay trong video sau đây. 1. Tổng quan người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm 2025. Những người này có khả năng phán đoán công việc rất hay nhưng lại nặng phần lý thuyết, nhẹ phần thực hành. Do đó, khi bắt tay vào làm, họ thường do dự, dè dặt. Đặc biệt, nếu gặp thời cơ thích hợp, họ sẽ biến hóa như rồng và họ cũng biết thu mình khi chưa gặp vận. Đây là mẫu người đa năng, đa tài, có lòng đầy tự hào, là nhà phê bình sắc bén. Những người sinh vào mùa xuân hay mùa hạ thì được cho là hợp mùa sinh. Thuở nhỏ, tuổi này có cuộc sống lận đận. Một số người xem về đường tình duyên thì gặp sóng gió. Đời sống lứa đôi ít hòa thuận, dễ cãi vã. Trời ban cho Giáp Thìn là người luôn chất chứa khát vọng cao xa, có số quan to, thích làm việc lớn. Quan trọng, nếu sinh được giờ tốt, người luôn coi mình là trung tâm và yêu cầu cao. Tuy là người võ đoán nhưng vẫn được mọi người tôn trọng. Những người tuổi rồng không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao, rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi rồng như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Tuổi Giáp Thìn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Giáp Thìn sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Giáp Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt, nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Tuổi Giáp Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Giáp Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Can Giáp là người có tâm đức, luôn học hỏi, hợp với những người cùng chí hướng. Họ sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những người có khó khăn. Người thuộc can này không có tính cách xăm soi người khác, luôn để lại ấn tượng tốt, sống đàng hoàng, chính trực. Cuộc đời của người tuổi Giáp Thìn được dự đoán qua bài thơ sau. Chữ Giáp số có đất điền, số thường được hưởng của tiền trời cho, anh em nào phải cậy trông, lập nghiệp xa xứ ấm no cửa nhà, vợ chồng thay đổi đôi ba, trai thay đổi vợ gái thường thay duyên, cho hay số mạng do thiên, nhỏ làm ân đức về già mới yên, tuổi nhỏ tay trắng thật thà, của chồng công vợ về già làm nên. Theo tử vi, người tuổi Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp, những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn, vạn sự tất thành, đại cát đại lợi. Những người này được hưởng số vinh hoa, phú quý, ít khi lo nghĩ hay vất vả. Những người tuổi Giáp Thìn có được cuộc sống tốt đẹp và toàn vẹn,
Trong cuộc đời họ gặp được nhiều may mắn và tự tạo được cho mình nhiều cơ hội để phát triển công danh sự nghiệp, về cuối đời được hưởng hạnh phúc và an nhàn. Vận mệnh của tuổi Giáp Thìn rất tốt, làm đâu được đấy, nắm phần thắng lợi nhiều hơn thất bại, bao giờ cũng nắm lấy cơ hội thuận tiện. Số phú quý, cuộc sống an nhàn, ít lo nghĩ về tâm trí cũng như cực khổ về thể xác. Công danh, tuổi nhỏ lên bổng xuống trầm nhưng cũng có danh vọng ngoài xã hội. Sự phát triển công danh có được vào lúc từ tuổi 36 trở lên. Sự nghiệp thì vững vàng không sợ bị đổ vỡ, tiền bạc dồi dào không có thiếu thốn. Nói tóm lại, sự nghiệp và tiền tài đã đến lúc phát đạt hơn mà không bao giờ có sự sụp đổ bất ngờ. Quý cô bác Giáp Thìn thân mến, cuộc sống này vô cùng khó lường. Nhiều người vẫn tự hỏi không biết tương lai của mình hung cát ra sao. Và khi đã qua tuổi 60 của cuộc đời, nhiều cô bác Giáp Thìn không khỏi lo lắng bất an vì càng nhiều tuổi càng lắm bệnh tật, lại thêm nhiều nỗi lo về con cháu, tiền bạc. Nhìn những bạn bè đồng trang lứa, thân quen dần rời xa cõi đời mà bần thần xót xa cõi lòng. Quý cô bác Giáp Thìn thân mến, có đôi điều nhỏ hơn tên kênh lớn hơn muốn gửi đến cô bác. Khi cô bác cơ cực quá, khổ ải quá thì chẳng có gì sai khi cô bác có một niềm tin và khao khát mạnh mẽ rằng một ngày nào đó cuộc đời của mình sẽ khá khẩm hơn. Nhưng quý cô bác ạ, nếu chỉ bằng niềm tin mà có thể thay đổi được vận mệnh một người thì thế gian này nào có ai khổ đau, nghèo đói. Nên cầu trời không bằng cầu mình, thay vì cầu những thứ hư vô, chi bằng ta nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Hãy chăm chỉ và thiện vi, duy tâm và thiện tính. Bàn tay ta làm nên tất cả, cuộc đời đến độ tuổi này có tốt hay xấu đều do bản thân mình tạo ra. Riêng với cô bác Giáp Thìn, tôi biết, suốt những năm tháng tuổi trẻ hay đến tận bây giờ, cô bác luôn phải vất vả rất nhiều để bon chen với đời. Đôi khi chỉ mong cuộc sống bớt khắc nghiệt với mình, có được một ngày thanh thản hưởng một cuộc sống bình dị, chẳng cần giàu sang phú quý, cũng chẳng cần tiền bạc công danh nhưng mãi vẫn chẳng được. Thị phi vẫn ở đó, cơ cực vẫn phải đối diện, lo nghĩ vẫn đầy thân đấy thôi. Nên nhiều khi cô bác Giáp Thìn cảm thấy mệt mỏi lắm. Nhưng cô bác ạ, hãy vực bản thân mình dậy và tiếp tục chiến đấu, tiếp tục tiến bước trên con đường cuộc đời bằng chính sự nỗ lực của chính mình. Tôi tin rằng, đến một ngày cô bác sẽ thấy được thành quả của sự nỗ lực đó và an nhiên để hưởng nó. Cũng không giúp được gì ngoài việc chúc cô bác nhiều sức khỏe để tiếp tục cuộc chiến của mình. 2. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 Nam Mạng năm Ất Tỵ 2025. Xem tử vi chọn đời Giáp Thìn Nam Mạng thấy rằng, những người tuổi này có được cuộc sống tốt đẹp và toàn vẹn. Trong cuộc đời họ gặp được nhiều may mắn và tự tạo được cho mình nhiều cơ hội để phát triển công danh sự nghiệp, về cuối đời được hưởng hạnh phúc và an nhàn. Vận mệnh của tuổi Giáp Thìn rất tốt, làm đâu được đấy, nắm phần thắng lợi nhiều hơn thất bại, bao giờ cũng nắm lấy cơ hội thuận tiện. Số phú quý, cuộc sống an nhàn, ít lo nghĩ về tâm trí cũng như cực khổ về thể xác. Với tuổi Giáp Thìn, suốt những năm tháng tuổi trẻ hay đến tận bây giờ, bản mệnh vẫn luôn phải vất vả rất nhiều để bon chen với đời. Đôi khi chỉ mong cuộc sống bớt khắc nghiệt với mình, có được một ngày thanh thản hưởng một cuộc sống bình dị, chẳng cần giàu sang phú quý, cũng chẳng cần tiền bạc công danh nhưng mãi vẫn chẳng được. Thị phi vẫn ở đó, cơ cực vẫn phải đối diện, lo nghĩ vẫn đầy thân. Nên nhiều khi cô bác Giáp Thìn cảm thấy mệt mỏi lắm. Nhưng cô bác ạ, hãy vực bản thân mình dậy và tiếp tục chiến đấu, tiếp tục tiến bước trên con đường cuộc đời bằng chính sự nỗ lực của chính mình. Tôi tin rằng, đến một ngày cô bác sẽ thấy được thành quả của sự nỗ lực đó và an nhiên để hưởng nó. Cũng không giúp được gì ngoài việc chúc cô bác nhiều sức khỏe để tiếp tục cuộc chiến của mình. 3. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 Nữ Mạng năm Ất Tỵ 2025. Những người Giáp Thìn nữ mạng tính tình nóng nảy, gấp gáp, cuồng nhiệt. Họ luôn chất chứa khát vọng cao xa, có số quan to, thích làm việc lớn, quan trọng, nếu sinh được giờ tốt. Người luôn coi mình là trung tâm và yêu cầu cao. Tuy là người võ đoán nhưng vẫn được mọi người tôn trọng. Người này có số thủy nạn, hạn xấu năm 49 tuổi. Vì đứng can giáp nên tuổi này nếu ra khỏi quê quán sinh sống sẽ hiền vinh, giàu có. Tuổi này có nhà cửa khang trang, dụng đất nhiều. Trường hợp ít gặp may mắn cũng được hưởng của thừa kế của ông cha giúp làm cơ sở. Theo tử vi, nữ mạng Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp. Những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn, vạn sự tất thành, đại cát đại lợi. Những người này được hưởng số vinh hoa, phú quý, ít khi lo nghĩ hay vất vả. Những người tuổi Giáp Thìn có được cuộc sống tốt đẹp và toàn vẹn.
Trong cuộc đời họ gặp được nhiều may mắn và tự tạo được cho mình nhiều cơ hội để phát triển công danh sự nghiệp, về cuối đời được hưởng hạnh phúc và an nhàn. Năm Ất Tỵ 2025, nữ mạng Giáp Thìn đã bước sang tuổi 62, độ tuổi chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Khi bước qua ngưỡng cửa tuổi 60, quay đầu nhìn lại, cô bác hãy mỉm cười vui vẻ, phía trước gần thôi, đâu còn trẻ nữa. Hơn nửa đời người đã trôi qua, cô bác cũng đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi của số phận. Hãy tận dụng quỹ thời gian còn lại để vui vẻ thảnh thơi với đời. Cả một đời ham công tiếc việc rồi, bây giờ là lúc để cô bác sống cuộc sống mà mình mong muốn. Làm việc gì cũng nên có chừng mực nhất định, đừng quá bận rộn, đừng khiến bản thân quá mệt mỏi nữa cô bác à. Cuộc sống này, lúc cần chạy nhanh nhưng cũng có khi cần chậm lại để nhìn nhân sinh thế sự. Bởi vậy, đã ở độ tuổi này, hãy làm những việc mà mình muốn, hãy giữ cho mình một thân thể khỏe mạnh, chỉ như vậy cô bác mới có thể sống những ngày tháng tuổi già đúng nghĩa. Ngay sau đây là phần luận giải tử vi của bản mệnh trong năm 2025. 4. Vận trình người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm 2025. Phương diện sự nghiệp, cuộc sống. Với những người vẫn đang trong quá trình cống hiến cho công việc, phương diện sự nghiệp trong năm 2025 nhìn chung diễn tiến theo chiều hướng có lợi hơn cho bạn. Cơ hội thăng tiến cũng sẽ tới. Dù quá trình không quá nhanh nhưng bạn vẫn đang tiến những bước rất chắc chắn. Bạn được khuyên chớ lo chuyện bao đồng ngoài phận sự của mình. Với những người đã bước vào giai đoạn nghỉ hưu, thời gian đầu có thể bạn vẫn chưa quen, vẫn muốn tham công tiếc việc nhưng chỉ cần dành thời gian điều chỉnh lại nhịp sống là được. Hãy cứ thoải mái tận hưởng giai đoạn thảnh thơi sau quá trình cống hiến rất dài trước đó. Phương diện tài lộc. Người tuổi Giáp Thìn có thể gặp may mắn về tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại cho bạn may mắn và khoản đầu tư bạn thực hiện sẽ được đền đáp. Nhưng đừng ngông cuồng và lãng phí vì bạn có thể có một khoản chi tiêu lớn trong năm nay để mua một ngôi nhà hoặc một cái gì đó khác. Bạn nên chọn những khoản đầu tư chắc chắn thay vì đầu tư mạo hiểm. Bên cạnh đó, các bác nữ mạng Giáp Thìn năm nay bị sao Thái Bạch chiếu mạng. Người ta truyền miệng nhau rằng sao Thái Bạch sạch cửa nhà. Nên trong năm gặp sao này chiếu mệnh gây ra hao tốn tiền bạc rất lớn nên gia chủ Giáp Thìn nữ mạng cần chú ý trong chi tiêu cũng như các công việc làm ăn kinh doanh. Phương diện sức khỏe. Bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc các bệnh vặt như đau đầu, cảm cúm. Vì vậy bạn cần chú ý cách ăn mặc, đặc biệt là mỗi khi thay đổi thời tiết, cơ thể chưa kịp thích nghi. Có những lúc chuyện thị phi, bàn ra tán vào của mọi người xung quanh cũng gây tác động không tốt đến sức khỏe của tuổi Giáp Thìn, nhất là sức khỏe tinh thần. Chính vì thế, người tuổi này cần tránh hết sức việc tham gia vào những chuyện mâu thuẫn, tranh cãi, chú ý giữ hòa khí với mọi người, một điều nhịn bằng 9 điều lành. Phương diện tình cảm, gia đạo. Trong năm 2023, gia đạo êm ấm, vợ chồng thuận hòa, phụ tử tử hiếu. Đôi khi vẫn khó tránh quan điểm trái ngược nhưng đều là chuyện thường tình, không gây ra xung đột quá nghiêm trọng. Bản mệnh cũng được thảnh thơi phần nào vì con cái đã lớn, có thể phụ giúp cha mẹ.